Anh chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hàng Bãi Rẻ. Dù clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một số mã nồi cơm thì là siêu rẻ các bác nhé. Các bác cùng để các bác về này nấu cơm này, kho cá, ủ tỏi đồ các kiểu luôn nhé. Thì mã đầu tiên nhé, thì các bác đón xem với em từng mã một nhé. Thì mã đầu tiên này, đấy em lên cho bác một em nao tiêu nao mắt ngọc nhé, diên bên nó rông đăng diên bên IH nhé. Con này hình thức bên ngoài các bác chỉ đặt mắt đây, cấn đây nhá. Đấy. Đời bao nhiêu đây? Con này đời 2006 này, điện 100V này, công suất của nó là 1200 này. Còn lại thành vách của nó rất đẹp nhé, không vấn đề gì hết. Đây những cái màu thời gian thì không nói rồi. Đấy. Đây. Xem mà. Xong chứ làm sao đây các bác nhá. Xong của nó thì có 1 2 cái chấm thôi này. Còn lại thì tương đối là ok nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Dòng chiếc của nó này thì còn đẹp này. Đấy, dòng đẹp này. Đấy, thì các bác về nấu cơm này, trải nghiệm này. Cho bác nào mà chưa dùng hàng Nhật bao giờ ấy, thì các bác về nấu cơm trải nghiệm này. Còn kho cá ủ tỏi nhé. Đấy, hôm nay thì giá bất ngờ luôn. Đấy, nấu cơm bình thường nhé. Đây là tắt này. Tắt phím chức năng của nó này. Con này có nấu nhanh có dòng này hơn 30 phút đây. Đấy, nấu nhanh thì nó không hiện phút các bác nhé. Đấy, tắt này. Ấm này. Đấy. Nói chung là những cái dòng này thì nó chỉ về hình thức bên ngoài thì nó không được đẹp, nó không được bắt mắt cho lắm thôi. Nhưng các bác về mà các bác mua về nấu cơm ủ tỏi hay là kho cá thì vẫn bình thường, không vấn đề gì hết nhé. Đấy. Thì con này mã số 1 này, có clip ngày hôm nay nhá. Em bán với giá các bác nhá 550k này. Đấy. Mắt ngọc nhá các bác nhá. Thôi nhá các bác nhé, 500k. Hôm nay giá rẻ bất ngờ nha các bác nhé. Đấy, 500k. Đã nóng rồi nhá. Rồi giá nóng rồi đấy. 500k này, các bác xem clip của em mà chưa đăng ký kênh cho xin một đăng ký kênh, một like nhá. Đấy, bác nào mà đăng ký rồi thì cho xin một like, một chia sẻ này. Đấy. Tiếp theo mã số 2 này. Em lên cho bác một em Toshiba nhá. Hôm nay em lên cho bác mấy con Toshiba cho bác săn hàng đây. Đấy, cái bên ngoài này rất là tương đối là ok nhá. Con này là đời điện 100V này, có rất có là 1100 này. Đời này là đời 2004 nhá. Đấy. Cái dòng này của nó này IH này. Đây các bác này. Đây này. Dòng riêng của nó còn rất là ok nhá. Đấy, dòng riêng của nó tương đối là ok nhá. Đấy. Cái màu này màu gạo lứt thì không nói rồi. Các bác về các bác chỉ có vệ sinh lại một chút nữa thôi là được rồi. Đấy. Còn đây nhé, sâu của nó này, sâu của nó thì nó có cái vết gì được các bác này. Đấy. Rất là dày các bác nhé, rất dày, rất là nặng luôn đấy. Em qua chi tiết cho các bác xem, không phải dấu diễn biến cái gì hết, có sao thì hao vậy. Đấy, đấy, cơm nước thì bình thường nhé. Con này nấu nhanh của nó đấy, con này nó tích hợp một nút nấu nhanh luôn này. Đấy, dòng này các bác về nấu cơm thật sự các bác là Toshiba này bao ngon được các bác nhé. Mà cái chất chống dính của Nhật Bản này nó rất, nó không, nó Nhật Bản nó phát triển nên nó tính đến về sức khỏe rất là lâu, rất là lâu dài nhé. Nên các bác không phải sợ cái vấn đề gì là nó bị làm sao này. Ok hết các bác nhé. Nó không như gọi là chống dính Việt Nam mình để bổ thế này thế kia, nhưng Nhật Bản thì không phải lo vấn đề đấy. Thì con này con mã số 2 này, mã số 2 nhé, 480k. Đấy, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 329755 giúp em với. Đấy, các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một đăng kênh các bác nhé. À con này hôm nay ngày mùng 7 rồi nhé, clip ngày mùng 7 tháng 12 các bác nhé. Đấy, không là nhiều bác lại nhầm. Mã số 2 này. Tiếp theo mã số 3 nhé. Em lên cho bác một em con này của Panasonic này, hình thức bên ngoài này, lau qua một tí cho nó. Đấy, con này hình thức bên ngoài đầm mắt thì cái nút cái mạ chrome của nó thì nó bị bong rồi này. Đấy, nắp thì vẫn mở bình thường này, nhưng mà nó đấy, đây các bác này, chỗ này nó hơi tuột một tí nhé, hơi tuột tí này các bác về đấy, hơi tuột tí rồi, còn lại nó là ok nhé. Đây này, con này là do của nó xanh lẹt luôn này.
đấy, sạch sẽ nhé. Đây các bác, nấu cơm trải nghiệm này, kho cá ủ tỏi đồ các kiểu luôn này. Đấy. Đây các bác này, xoong của nó đẹp nguyên luôn nhé. Đấy, không hề hứng gì cả. Đấy nhé, xoong của nó đẹp nhé. Đây là vết bẩn này, lau đi sạch này. Đấy. Còn cái dòng này thật sự các bác là bao cơm cho bác nhé, cơm ngon ok này. Đấy, hình thức bên ngoài các bác nhìn lại với em ấy, rất là ok nhé. Nước này thì về vừa em vệ sinh nó hơi, em lau lại một lần nữa đấy. Đấy, nó có tí nước ở đây thôi, không có đề gì hết. Con này là đời 2012 này, điện 100V này, công suất của nó là 1100 nhé. Đấy. Cơm nước thì bình thường các bác nhé. Đấy, các bác về các bác lau lại thì này, lau lại tí là sạch nhé, lau lại tí là ok này. Đây tắt này, ủ ấm của nó bình thường này. Đấy, cô sự này, nút nấu nhanh nhé. Thì con này mã số 3 này, mã số 3 các bác nhé. Đấy, các bác xem clip của em thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Xoong mới này. Đấy, 450k nhé. Đấy, video ngày 7/12 này. Thật sự các bác là bây giờ hàng nó về nó đắt đấy. Thì những con này ngày xưa em thì nó rơi vào cùng tầm là hơn 400 một tí thôi. Nên là bây giờ thì nó cũng có, thì nên là các bác thông cảm với em một chút nhé. Vận chuyển thì nó lên giá. Đấy, những cái dòng này mà em lân ngàn giá rẻ như này các bác nhé, là mà em bao cơm chín cho các bác nhé. Bao cơm chín thôi. Đấy, bác nào thích hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 3975 này. Tiếp theo lên cho bác một em Toshiba nhé, dung tích 1 lít đầy, nó có rất là 1100 này, đời 2006 này. Đấy, hình thức bên ngoài các bác nhìn nhé, con này còn nó dung là cũng đẹp nhé, không có không đến nỗi gì nhé. Đấy, màn hình lớn này, con này màn hình lớn nhé. Đây, con này gioăng nhé. Đây các bác này, gioăng nó sạch. Đây là vết cáo bẩn nhé. Cái này là cạy nó ra này, cạy ra hết nhé. Đấy, ra nhé. Đấy, còn lại thì các bác nhìn cái viền gioăng nó rất là xanh. Đấy, gioăng rất là xanh nhé. Đây, các bác xem gioăng con này nhé. Con này gioăng tương đối là đẹp nhé. Gioăng con này tương đối là đẹp này. Đấy, xong đẹp nhé, không có không có chấm chảo gì nhé. Điện đó mà làm sao, những cái dòng này bao cơm chín cho các bác luôn. Bác về chỉ việc cắm cơm, ủ tỏi rồi kho cá thôi. Đấy, con này có nút này, thích hợp nút nó nhanh, em bấm nút nó nhanh luôn này. Đấy, đây này, nó sẽ là nó có nó hẹn giờ phải không, cô sự này. À đây, hẹn giờ này. À, đấy, con này mã số, đây các bác nhé, con này mã số đôi 4 này, mã số 4 này. Đấy, con này mà tương đối là ok, đã nóng đấy, nóng nóng rồi nhá. Mã số 4 này, giá rẻ bất ngờ nhé, 580k nhé. Đấy, bác nào chất hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 3975 giúp em với nhé. Con này cái gioăng đẹp, xoong đẹp. Video ngày 7/12 này, tích vào này không nhiều khi các bác là nhầm. Các bác bác nào mà đang thắc mắc về tiếng Nhật đấy thì các bác cứ alo cho em nhé. Em thì cũng là các bạn alo với em nhé, thì em có gì em biết nhé, em bảo nhé. Em thì cũng là được biết, quả là biết qua sơ sơ về ít văn hóa Nhật với tiếng Nhật đấy. Đấy, nói chung là cũng biết thôi chứ không được giỏi, thì có thể là giải đáp các bạn thắc mắc như thế. Đấy, tiếp theo này, mã số 5 em lên cho bác một em Tiger nhé. Hình thức bên ngoài như thế này, cái này thì các bác về các bác cạo đi nhé. Này, cạo đi nó ra cái lớp lốc này, nó trắng nhé, đẹp cực luôn các bác. Đấy, đây màu trắng đẹp lắm. Em thì em đây cạo nó ra hết, em lười các bác.
con này có cơm cháy này, các bác về kho cá ủ tỏi thì cũng ok nhé. Đây này, đời 2010 này, con này đời này made in Japan luôn nhé. Đấy, điện 100V này, công suất của nó là 2001 nhé. Ở đâu xin lỗi các bác nhé, là 1210 nhé. Đấy, quên xem qua xem giòn. Đây, con là đời đời này thì nó có tay cầm chống nóng này. Đấy, giòn của nó thì có những vết chấm. Tóm lại là vẫn bao ok cho các bác nhé. Đây, 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 cái lỗi các bác dễ nhìn này, bao ok cho các bác nhé. Đây, này giòn đây. Giòn của nó còn lành nhạnh luôn nhé, không bị gán, không bị mối mọt gì nhá. Giòn ngày em bao cho các bác thì 5 năm nữa, 10 năm nữa thì cũng... các bác cứ chịu khó vệ sinh là 5 năm, 10 năm thoải mái nhé. Đấy, nấu cơm này. Econa bên tích cần điện này, gạo trắng này, đồ các kiểu luôn nhé. Tắt này, menu của nó này. Đây, con này có cả ủ men rượu nhé. Đấy, thì con này mã số đôi 45, mã số 5 các bác nhé, mã số 5 này, 450k các bác nhé. Đấy, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 3975 giúp em vậy. Nóng luôn các bác, nóng luôn đấy. Tiếp theo là mã số 6 này. Ui giời ơi. Đây, sáng nay hôm nay thì bác một em nồi mâm nhiệt đi. Đây các bác nhá, một em nồi mâm nhiệt này. Đây là mã số 6, một em nồi mâm nhiệt nhá. Đấy, nhiều bác hỏi mâm nhiệt thì không? Con này của Sáp nhá. Dòng Sáp thì nó cũng lấn sân sang nồi cơm thôi. Nhiều loại Sáp, Sáp Hello rồi Sáp Ngôi Cháo linh tinh nhá. Đây là Sáp mâm nhật này, hình thức bên ngoài các bác nhìn kỹ giúp em vậy, còn lại là ok nhé. Đời 2013 này, 100V này, công suất của nó là 640W này. Đấy, giòn của nó vẫn xanh nguyên các bác nhé, giòn còn đẹp này. Đấy, đây, đây các son của nó này, còn đẹp nguyên luôn nhé. Nồi, cái nồi gọi là cái nồi nó mâm nhiệt nhật nhưng mà nó có nấu cơm rất là ngon nhé, thật sự rất là ngon so với nồi Việt Nam thì không thể nghĩ được. Đấy, cách nó có rất nhiều chế độ nhé, này này em cắm điện cho các bác xem chế độ của nó thì không khác gì cái nồi cao tần cả, nhưng mà tội nó là nấu bằng nhiệt thôi. Đấy, nấu bình thường nhé, này tắt này, menu nhé, gạo trắng này, gạo trắng và gạo không vo này, đây gạo đấy. Con này là nấu xôi nhé, nấu cháo nhé. Đấy, ta khi cô mi nấu trôi nữa, nấu okayu nấu cháo này, gạo lứt này, đây gạo mầm nhé. Đấy, bên mai gạo lứt này, đây gạo hôn tạp này, nó có cả nấu cơm sushi này, nấu cơm chế độ nấu cơm sushi này mà các bác nấu cơm xôi, nấu xôi ấy cực kỳ ngon luôn. Đấy, cần một cái này là ôi xôi nữa à, đây này, nấu nhanh các bác nhé. Đấy, đây là nấu nhanh này, ôi xôi là nấu nhanh các bác nhé. Đấy, nó cơm quán tích hợp nó cơm nhanh luôn. Đấy, quá ủ ấm này, các bác nhìn có ủ ấm không? Đấy, có ủ ấm thể hiện từ thời gian nhé, có hẹn giờ nhé, nó quá là xịn xòa luôn đấy các bạn. Thì con này con mã số 6 này, mã số 6 này 380k nhé, con này ruột đẹp, giòn cũng rất là đẹp nhé. Đấy, bạn nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 3975 giúp em vậy. Mâm nhiệt đấy. Tiếp theo mã cuối cùng của clip ngày hôm nay là mã số 7 nhé. Tôi đang cho bác một em Toshiba nhé. Đấy, một tô con Toshiba này, con này là hình thức bên ngoài các bác nhìn kỹ cho em vậy. Nó không, tóm lại là nó không bị móp méo cấn thế nào nhé. Những cái vết này thì các bác về bác cứ chà nó ra này, chà nó ra này để ra cái màu tôn lốc này nó còn đẹp hơn nhé. Đấy, con này đời 2003 này, điện 100V này, công suất nó là 1001 nhé. Đây, cái màn hình của nó đây các bác này, nhìn kỹ màn hình của nó một chút này. Màn hình của nó thì nó đã có cái ố rồi nhưng mà em cắm điện cho các bác xem. À quên, còn phải xem gioăng đấy. Đây, đây các bác nhé, đây các bác này, gioăng của nó thì ok này. Đấy, gioăng của nó thì ok nhé. Đây các bác này,
xoong này, xoong này có vết cháo lớn này, anh em bao ok cho các bác nhé. Về kho cá ủ tỏi nấu cơm bình thường không có đề gì hết nhé. Xoong con này rất nặng này. Đấy. Có nút nấu nhanh này. Đấy. Nút nấu nhanh nhé. Các phím của nó thì bình thường nhé. Cô sự này. Đấy. Con này nấu cá dư nấu cháo nhé. Được rồi đấy các bác nhé. Đấy thì con này là mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 nhé. Con này với giá là 420k các bác nhé. Đấy, bạn nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé. Khi giao ngày mùng 7 tháng 12 này, 0983 này, 3/755 giúp em vậy. Các bác xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh nhé. Em chào các bác, em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.